ăn luôn không các bạn ơi. Đến ơi. Ui ui. Tiếp tục là chiếc xe công lông siêu khủng nữa, chở 3 khối vào trong này các bạn nhá. Những chiếc xe rất là mạnh, chiếc xe được cấu hình lốp đôi. Nhưng mà đi ở con đường vẫn rất là hất mạnh các bạn nhá. Gọi là siêu lắc lư luôn. Những cái xe công lông này hoàn toàn được tự chế tại khu vực mình các bạn nhé. Một chiếc xe này có giá thành đến 100 triệu đồng các bạn nhé. Bây giờ là chiếc xe này, xe Santo ở đây các bạn nhé. Rất là mạnh mẽ. Rất là nguy hiểm các bạn nhá. Ui. Cần có cái cần hai cái cây gỗ là được.
được chuyến nữa không hay nghỉ thôi? Được chứ. Kéo được các bạn ơi. Đâu có bánh gì chơi, kéo. Kéo lên được. Phải kéo thôi, không lên được. Chiếc xe này hàng đầy, còn xe kia thì này không có hàng các bạn ơi. Bây giờ khả năng phải tí xe có hàng mới kéo được. Còn kia bánh no nhất rồi. Căn bản là ông này đi chậm quá. Không có đà là nó không bị đâu. Không. Rất là căng các bạn nhá. Chiếc xe kia thì nó không có tải. Bây giờ là nó bay các bạn nhá. Phải chờ xe có hàng các bạn nhá.
chiếc xe có hàng đã đến để cứu hộ chiếc xe kia các bạn nhá. Chỉ có thể là những chiếc xe đầy hàng thì mới kéo nhau lên được.